Chính phủ vừa ban hành nghị định về quản lý cung cấp sử dụng Internet và thông tin trên mạng. Theo quy định mới, chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Việc xác thực này được nhiều người đồng tình và cho rằng rất cần thiết vì một môi trường mạng lành mạnh, văn minh. Cụ thể, theo Nghị định 147 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2024, các đơn vị cung cấp thông tin xuyên biên giới – phải thực hiện xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam, họ sẽ phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Nghị định cũng chỉ rõ chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin, viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.